phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Cơm bướm xinh, cơm bướm đa tình. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chưa theo những nỗi buồn. Bạn ơi, bạn có hay được nghe nhạc miễn phí từ nhà hàng xóm nhà mình không? Dạ thường xuyên ạ. Cũng nhiều. Thường thì bao lâu người ta sẽ hát một lần? Bao lâu hả? Thường thì các theo mình nghĩ thì thường các dịp lễ Tết. Mỗi ngày. Mỗi lần hát là họ hát bao nhiêu tiếng? Thì tại khu xóm ở mình ở nhiều nhà lắm. Nhà này hát xong nhà kia hát, hát nhiều. Hát liên tục á, có khi hát đến khuya luôn. Thường xuyên, nhất là cuối tuần á. Riêng khu phố anh thì không, tại vì khu xóm anh toàn những cái người Sài Gòn ngày xưa thì họ cũng khá là văn minh, nhã nhặn và họ ít có làm phiền người khác bằng tiếng ồn âm thanh. Một tuần từng 3-4 lần. Nói chung là ở chỗ mình ở thì cũng không được nghe nhạc miễn phí lắm. Thông thường là khoảng 1 tháng hoặc là 2 tuần gì đó. Hình như là thường xuyên những dịp Tết hoặc sinh nhật hoặc là có gì đó vui, buồn cũng có hát. Tháng là về 2-3 lần ít nhất ở hàng. Thường xuyên nhà mình hay hát karaoke cho hàng xóm nghe lắm. Thì hàng xóm có bao giờ phản hồi về giọng hát của bạn không? Hầu như là hàng xóm khen hát hay, cho nên người ta hay kêu hát thêm lắm. Nhiều khi mình hát có một đoạn nhưng mà người ta kêu thôi hát thêm chút nữa đi hân nghỉ. Cái bài tủ của hàng xóm nhà bạn là bài gì? Nhà 60 năm cuộc đời. Tình anh bạn chiếu là đã mấy bài con bướm xinh rồi là mấy bài đấy đại loại thế. Con bướm xinh đa tình. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Bài sầu tím tiệp hồng duyên phận. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhạc của Chế Linh nữa. Bạn có thuộc câu nào trong mấy bài hát đó không? Hát cho mình một câu đi. Câu gì? Bạn tình ơi á. Có một số bài nhờ hàng xóm mà mình biết đến. Thì nhờ hàng xóm đó là qua những cái bài đó mình không biết được tựa nhưng mà đã thuộc được lời. Nhiều khi là bố thì thích hát nhạc đỏ, con thì thích hát nhạc trẻ, còn mẹ thì lại thích cải lương hay chẹo. Rất khó. Bài tủ của hàng xóm nhà bạn là bài gì? Đắp một cuộc đời. Thế còn bài tủ của bạn là gì? Đòi không hay một. Anh có thể so sánh giọng ca nhà hàng xóm nhà anh với một ca sĩ nào đó không? Chắc là hơi tệ đi. Giống ai? Chắc là giống Lệ Rơi nhiều. Không so sánh được. Không được hay lắm. Lệ Rơi. Cũng may mắn là khu nhà anh mọi người hát cũng được. Hàng xóm có bao giờ so sánh giọng hát của bạn với ca sĩ nào không? Có. Hàng xóm nói mình hát hay giống như ca sĩ Mạnh Quỳnh á. Phan Mạnh Quỳnh nhỉ? Không, ca sĩ, nghệ sĩ Mạnh Quỳnh á. Tình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàng. Tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. 10 năm trôi qua một sương hay nắng chung lòng. Nhớ được không ạ? Mình cũng không biết Mạnh Quỳnh là ai mà mình nghĩ cũng khá giống đấy. Những cái lúc mà phải nghe nhạc miễn phí từ hàng xóm như thế thì bạn cảm giác như thế nào? Chung là tuy là nó không có hay nhưng mà chung là nó làm cho cái xóm mình nó náo nhiệt hơn tí. Hàng xóm cứ hát karaoke thì anh đi ngủ thôi. Hơi khó chịu nhưng nói rồi mà cũng vậy. Ban đầu cũng thấy vui nhưng mà lúc mà người ta hát dài hát lâu quá hát, tại vì cũng tới thời điểm đi ngủ thì mình cũng hơi khó chịu. Mọi người đều hát vào giữa đêm khuya 9 giờ đến 12 giờ hoặc là khuya hơn nữa nên nó thành gây ra một sự phiền phức và mình không thấy được thoải mái lắm. Dạ đôi khi cũng phiền nhưng mà cũng vui ta. Thật sự là khá khó chịu và rất bực mình. Cũng hơi thích đào thôi chị. Chịu khó, chịu đựng vài thôi. Mình không thì mình đóng cửa lại. Là sau khi có cái loa kẹo kéo mọi người ai cũng có thể hát được thì nó đâm nó thành một cái vấn nạn thôi. Bạn có cái giải pháp nào cho những người hàng xóm mà đam mê âm nhạc của mình không? Vừa thỏa mãn được đam mê của mình mà vừa không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì chắc mình chắc phải phòng mình chắc phải dán thêm bộ phận gọi là cách âm.
chứ mình cũng không ra nhắc thì cũng không được, mà cũng kỳ. Ý kiến chút xíu là có tai nạn xảy ra liền, ý kiến chút xíu là có tai nạn xảy ra liền. Thành ra là cũng không dám nói. Một cái phòng phải cách âm như karaoke chẳng hạn. Nhưng mà thường á, hát như vậy ở hàng xóm, trong gia đình hoặc là hàng xóm thì họ lại thích ngồi ở trước nhà hoặc trước hẻm hát cùng với mọi người, mà hát ở ngoài đường chứ họ lại không thích vào phòng. Nếu mà thích vào phòng thì họ đã đi karaoke rồi. Vậy là vấn đề này nan giải quá phải không cô? Thật sự nếu mà mình yêu âm nhạc và mình muốn hát mà không có mất lòng người khác á, thì anh nghĩ là mình có thể chọn giải pháp là ra quán karaoke. Một là đóng cửa lại, hai là đi ra ngoài chứ. Mình muốn chạy qua tách đài luôn mà không dám. Dạ, nên lắp thiết bị cách âm. Chỉ một giải pháp là nếu mà muốn hát karaoke mà không ảnh hưởng hàng xóm thì phải đầu tư cái phòng cách âm cho chuẩn. Con có biết hát karaoke không? Không nè. Thế con có hay được nghe hàng xóm hát karaoke không? Không á. Bài khác được chị, tại vì em không biết hát mấy nhạc đó. Hàng xóm nên hát phòng kín cũng hơi khó. Có gần nhạc không? Không. Nhạc hát dài vậy đó hả? Hát chay một vài câu thì cũng được. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.